Thưa quý vị và các bạn, giá ga bán lẻ trong nước tăng vào ngày đầu năm mới, mùng 1 tháng 1 năm 2024, với mức tăng 6.000 đồng đối với loại bình ga 12 kg. Như vậy là từ tháng 8 năm 2023 cho đến nay, giá ga bán lẻ đã liên tục tăng. Và riêng tháng 12 năm 2023, giá ga không thay đổi. Trong đó, đại diện City Petro cho biết các sản phẩm ga bán lẻ doanh nghiệp này sẽ tăng 500.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, bình ga loại 12 kg của City Petro sẽ tăng 6.000 đồng trên một bình. Loại bình ga 45 kg sẽ tăng đến 22.500 đồng trên một bình. Tương tự, công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam PVGas LPG miền Nam cũng cho biết giá bán Petro Việt Nam Gas sẽ tăng 500 đồng trên 1 kg. Theo chi hội gas miền Nam, giá ga tăng do giá ga thế giới tháng 1 năm 2024 tăng, chốt ở mức 625 đô la Mỹ trên một tấn. Năm 2023 là một năm khó khăn với ngành dệt may, thậm chí khó khăn hơn cả đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cố gắng thưởng Tết cho người lao động. Nhiều công nhân bất ngờ khi nhận tin sẽ có thưởng vào giữa tháng 1 năm 2024. Nhiều công nhân cho biết, những năm COVID-19, dịch bệnh bủa vây, nhưng đơn hàng đều đặn, công nhân phải tăng ca 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Năm nay, đa phần công nhân chỉ làm 8 giờ, có ngày còn được về sớm trước 2 giờ. Lãnh đạo một doanh nghiệp dệt may ở Đồng Nai cho hay, năm nay chỉ đạt 60% doanh thu so với kế hoạch và đã giảm 30% lao động, nhưng cố gắng thưởng mỗi nhân viên 0,7% tháng lương. Đánh giá về mức thưởng Tết năm nay, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu Đan thành phố Hồ Chí Minh Phạm Xuân Hồng cho rằng, đây là bài toán khó của các doanh nghiệp trong ngành. Những công ty thua lỗ sẽ không có thưởng, còn phần lớn doanh nghiệp dù chỉ đạt 50-70% kế hoạch, vẫn thưởng Tết cho công nhân từ 0,5 đến 1 tháng lương. Đây cũng là mức phổ biến của ngành này. Theo tính toán, với mức lương bình quân của công nhân ngành may là 8,2 đến 9 triệu đồng một tháng, người lao động sẽ nhận thưởng thấp nhất khoảng 4 triệu đồng và cao nhất 10 triệu đồng. Ngoài ra, với những lãnh đạo công ty, mức thưởng khoảng 20 đến 40 triệu đồng, mức này giảm mạnh so với các năm trước. Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, việc có thưởng cho người lao động thực sự là nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp. Dự báo về tình hình dệt may năm 2024, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex cho hay, ngành may sẽ có khởi sắc hơn từ năm sau nhờ sức cầu tăng trở lại từ nhiều thị trường. Nhưng ngành sợi vẫn gặp khó khăn trong nửa đầu năm. Dịp Tết dương lịch năm nay, thay vì lựa chọn nghỉ Tết, nhiều công nhân đã chọn ở lại, làm thêm ngày lễ để tăng thêm thu nhập. Bên cạnh việc thu nhập trong những ngày này cao hơn bình thường, thì nhiều người lại chọn cách này như một phương án để tiết kiệm do chi phí về quê vô cùng đắt đỏ. Để kịp tiến độ đơn hàng, nhiều công ty đã khuyến khích công nhân tăng ca thêm dịp Tết dương lịch năm 2024. Nhiều công nhân xa đã đăng ký. Một công nhân ở Đồng Nai vui mừng vì bình thường một ngày thì làm 8 tiếng, lương được 180.000 đồng. Đi làm vào ngày Tết dương lịch thì nhận được tới 720.000 đồng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chia sẻ rằng chỉ về quê vào dịp Tết Nguyên đán, còn các ngày lễ khác đều ở lại tăng ca hoặc tìm việc làm thêm vì chi phí đi về đã tốn gần 2 triệu đồng, chưa kể quà cáp. Thưa quý vị và các bạn, bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2023 có nhiều biến động với gam màu sáng lẫn tối, đan xen trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu trầm lắng. Dù không đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% đã đặt ra, song có thể khẳng định kinh tế Việt Nam đã vượt cơn gió ngược, tạo thế, vật lực và niềm tin để vững vàng tiến lên phía trước, cùng nhìn lại tình hình kinh tế trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, 5,05% đó là mức tăng trưởng mà Việt Nam đạt được trong năm 2023, một năm có thể nói là rất nhiều khó khăn và biến động. Dù với mức tăng trưởng này, Việt Nam không đạt được mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, sự vận động đi lên tăng trưởng đều của 4 quý cho thấy một năm đầy sự cố gắng của chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Đơn hàng xuất khẩu suy giảm, đó là câu chuyện của nhiều ngành sản xuất trong năm nay, trong đó có gỗ. Thế nhưng mà thay vì ngồi yên, chịu đựng sự eo uột, nhiều doanh nghiệp thì đã nỗ lực tìm kiếm thị trường ngách hay là thay đổi mẫu mã, giá thành sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của thị trường trong nước. Nhờ vậy mà năm nay, giá trị toàn ngành công nghiệp tăng 3% và trong đó riêng ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 3,6%. Bên cạnh công nghiệp thì nông nghiệp cũng đóng góp tích cực cho tăng trưởng của năm nay khi mà đóng góp tới 11,96% vào tăng trưởng chung.
không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, các mặt hàng của ngành nông nghiệp thì cũng đóng góp rất tích cực cho tăng trưởng ngoại hối của Việt Nam trong năm nay. Đơn cử như mặt hàng rau củ quả, kim ngạch xuất khẩu đã là 5,6 tỷ đô la Mỹ. Hay như mặt hàng gạo cũng giúp Việt Nam có được 4,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Nhờ thế mà năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 683 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu 358,5 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu là 328 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu ở năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư năm 2023 là gần 30 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần so với năm 2022. Sẽ là thiếu nếu mà nhắc đến xuất khẩu mà không nhắc đến tiêu dùng, một trụ cột của tăng trưởng. Năm nay CPI chỉ tăng ở mức là 3,25%. Tuy nhiên là do thu nhập giảm, nhiều người dân thì đã siết chặt cái hầu bao của mình. Và nhiều doanh nghiệp cho biết là đến Tết đến xuân về, họ không sản xuất hàng loạt mà nghe ngóng thị trường rồi mới quyết định số lượng sản xuất là bao nhiêu. Và điều này khá hợp lý bởi hiện tại thông tin về lương thưởng Tết chưa có, và nếu có thì triển vọng cũng không cao. Do vậy và mới một người tiêu dùng bình thường như tôi đây, để mà quyết định mua một món hàng Tết này cũng phải rất cân nhắc. Năm 2023 sắp qua đi, năm 2024 sắp tới, một năm cũng được dự báo là sẽ có không ít khó khăn. Những doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực cho biết tình hình sẽ không sáng sủa hơn, ít nhất là đến giữa sang năm. Còn ở trong nước, việc người dân thắt chặt chi tiêu, dự báo một năm không mấy sáng sủa của lĩnh vực tiêu dùng. Những cập nhật mới nhất về dự báo kinh tế 2024 đã được các tổ chức tài chính quốc tế hé lộ. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo Việt Nam tăng trưởng 6%, Ngân hàng Thế giới World Bank là 5%, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo Việt Nam tăng trưởng 5,8%. Với những con số này, mục tiêu GDP 6 đến 6,5% của năm 2024 vì vậy được xem là sẽ có không ít thách thức. Nhưng cũng đừng quá bi quan, bởi bên cạnh xuất khẩu và tiêu dùng, Việt Nam còn có đầu tư công. Chỉ riêng trong năm 2023, Việt Nam đã hoàn thành 659 km đường cao tốc, góp phần đưa số km cao tốc của Việt Nam lên 1.892 km. Và điều này cũng giúp Việt Nam thực hiện thành công một trong ba đột phá của chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Những tín hiệu tích cực từ thị trường bất động sản cuối năm 2023 đang trở thành điểm tựa để hàng loạt doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm đón đầu mùa mua sắm vào đầu năm 2024. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, nhiều chủ đầu tư như Vingroup, Nam Long, Phú Đông Group, Hưng Thịnh, Ecopark, Novaland, Phú Long đã bắt đầu trở lại đường đua bán hàng. Hàng loạt các dự án được triển khai và đưa ra thị trường hàng chục nghìn sản phẩm trong 3 năm tới. Cũng tại Bình Dương, Đồng Nai, một số dự án vẫn đang mở bán, tín hiệu cũng khá lạc quan. Giá rẻ và chính sách hỗ trợ lãi suất thấp giúp cho nhiều người có cơ hội mua được nhà. Hầu hết các dự án tung hàng ra thị trường thời điểm này đều là các dự án bảo đảm pháp lý. Đây là ưu thế của người mua, có thể tiếp cận sản phẩm chất lượng để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Nhiều chủ đầu tư còn đưa ra các chính sách bán hàng hấp dẫn như nhận nhà sau khi thanh toán 20%, phần còn lại trả trong 4 năm tiếp theo với chi phí đặt chỗ thấp, ưu đãi lãi suất vay kéo dài. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày, từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, nên nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí ngay trên địa bàn thành phố. Dịp này, thành phố cũng thu hút khá đông khách quốc tế đến để tham quan và trải nghiệm. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ đón khoảng 42.000 lượt khách quốc tế và thu về 7.200 tỷ đồng. Tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như phố đi bộ Nguyễn Huệ, hội trường Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, Thảo Cầm Viên, rất đông du khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Tại khu vực Thảo Cầm Viên, có nhiều du khách đi tham quan theo nhóm gia đình, bạn bè. Nhiều nhóm khách quốc tế cũng lựa chọn khu vực này để trải nghiệm vui chơi. Lượng khách du lịch đến với Thảo Cầm Viên những ngày này tăng vọt. Các nhân viên bán vé đều hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của du khách. Các công viên văn hóa như là Suối Tiên, Đầm Sen cũng thu hút nườm nượp khách đến vui chơi và giải trí. Tương tự, trong ngày 31 tháng 12, công viên văn hóa Đầm Sen đón hơn 5.000 lượt khách và cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch dự kiến đón 20.000 lượt khách. Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, hai ngày qua,
trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố mở cửa tham quan cho du khách nguyên ngày, đồng thời tăng thêm 60 phút vào buổi chiều và dự kiến đón khoảng 2.500 khách tham quan. Thưa quý vị và các bạn, nhờ nỗ lực từ cơ quan quản lý cho đến doanh nghiệp, năm 2023, Việt Nam lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 12,6 triệu lượt người, gấp 3,4 lần số khách quốc tế trong năm 2022. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần nhìn vào chỉ số phục hồi so với trước dịch để đánh giá sự thành công. Bởi con số 12,6 triệu lượt khách quốc tế chỉ bằng 70% so với năm 2019, năm chưa xảy ra đại dịch COVID-19. Do đó, theo những chuyên gia hay những người làm du lịch, điều này thể hiện rất khó nói để nói rằng du lịch năm nay thành công rực rỡ. 2023 là năm du lịch Việt Nam từng bước phục hồi. Khách tăng nhưng không thể lệ thuận với chi tiêu và thời gian lưu trú. Doanh thu từ du lịch của các doanh nghiệp cũng chưa khả quan. Trong bối cảnh khách có xu hướng hạn chế chi tiêu, du lịch tự túc hoặc mua dịch vụ lẻ thay vì đặt tour trọn gói như trước dịch. Sau đại dịch COVID-19 thì cũng đã thanh lọc được khá nhiều những công ty, những cái đơn vị mà làm chộp giật cũng như là manh mún. Bên cạnh đó thì trong năm 2023 là một năm mà ngành hàng không tăng giá vé bay rất là cao. Đó là một cái sự khó khăn đối với những nhà tổ chức du lịch của chúng tôi. Giá vé máy bay tăng cao thì nó sẽ dẫn đến cái giá tour tăng cao. Giá tour tăng cao thì cũng sẽ rất khó để cho cái sự quyết định của du khách khi mà đặt tour cho gia đình cũng như là cho công ty hay là cơ quan đoàn thể. Khi đại dịch qua đi, mọi thứ bắt đầu quay trở lại, thì các dịch vụ logistics phục vụ cho ngành du lịch như khách sạn, nhà hàng, các đội xe vận chuyển đã đóng cửa hoặc đã thay đổi mô hình kinh doanh. Không dừng lại ở đó, phần lớn các nhân sự làm du lịch lâu năm sau đại dịch đã chuyển nhiều ngành nghề khác. Những điều này đã góp phần tạo nên khó khăn từ chính nội tại của ngành. Là nhiều cái yếu tố thuận lợi về mặt truyền thông, về mặt mạng xã hội như là TikTok, như là các cái đơn vị cung ứng dịch vụ kết nối trực tuyến booking.com hay là Agoda đã giúp cái chuyến đi của họ trở nên dễ dàng hơn. Và cái điều đó nó vô hình chung nó làm việt vị các đơn vị tổ chức các tour du lịch, tức là các công ty lữ hành đang trở nên việt vị và không thể cạnh tranh nổi với những cái nền tảng mà mua bán kết nối giữa du khách và đơn vị cung ứng dịch vụ trực tiếp như vậy. Nó làm cho cái khả năng kinh doanh, cái lượng khách mà đi qua công ty lữ hành nó giảm sút rất là đáng kể. Đó được xem như một sự đảo chiều, trong khi các kết quả báo cáo của ngành rất tốt, nhưng các doanh nghiệp du lịch thì lại rất khó khăn và không được hưởng lợi trực tiếp từ kết quả khả năng như vậy. Bên cạnh đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ tăng trở lại sau hơn 2 năm chính phủ áp dụng việc giảm đến 80% tiền ký quỹ này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn hậu đại dịch COVID-19, khiến nhiều doanh nghiệp chưa kịp phục hồi lại càng thêm khó. Thì tôi nghĩ là đấy là một trong những khó khăn mà các doanh nghiệp bây giờ đang rất là thiếu vốn để đầu tư vào trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Bộ Thể Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng có kiến nghị lên chính phủ cũng như các ngân hàng làm sao mà gia hạn được cái quỹ này cho doanh nghiệp thêm một năm nữa là hết 2024, để làm sao là doanh nghiệp lo toan cái vấn đề hoạt động kinh doanh của mình có hiệu quả hơn nữa và chất chiêu các cái đồng vốn của mình. Trong bối cảnh kinh tế được dự đoán còn nhiều khó khăn, tâm lý khách hàng thay đổi, việc làm mới sản phẩm du lịch cũng như tạo ra sự khác biệt trong việc quảng bá tiếp cận được đánh giá là hướng đi bắt buộc để các doanh nghiệp trụ vững và phát triển trong năm 2024. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xuất khẩu rau quả năm 2023 đạt khoảng 5,5 đến 5,6 tỷ đô la Mỹ và cũng là mức cao kỷ lục các ngành hàng này từ trước đến nay. Nội dung đáng chú ý này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.